xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 19 tháng 12 năm 2022 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. tử vi hàng ngày của tuổi Tý công việc vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dạy dàng kiếp tài tác động khiến cho con dắp này làm việc gì cũng gặp khó khăn cản trở người làm lãnh đạo thì không được hài lòng cấp trên làm mà công ăn lương cũng không được lòng đồng nghiệp tình cảm phần trình tình cảm rơi vào khoảng lặng mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi không tìm được sự hòa hợp ấm êm vì cả tôi của người trong cuộc là khá lớn mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi cả hai chịu ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau tài chính vận trình ta lọc kém may mắn nguồn tích lũy không mấy dư giả nên bản mệnh cần phải cân nhắc tới việc tiết kiệm cẩn trọng tư duy còn gặp khuôn và cứng nhắc tuổi giáp tỷ đầu tư nhiều nhưng thu chẳng được bao nhiêu tuổi bệnh tỷ tự cho rằng mình là người đúng đắn nhất tuổi mậu tỷ dễ mắc bẫy của kẻ tiểu nhân Tuổi canh tí, nhẹ dạ cả tin mà thẳng tay cho người khác mượn tiền. Tuổi nhầm tí, dành thời gian cho nửa kia nhiều hơn. Con số may mắn số 24, số 17, màu sắc may mắn màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi tí. hai Tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc Vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi trầm bề, năng lực bản lĩnh của con giáp này kết hợp với sự nâng đỡ của quý nhân dễ dàng đạt được các mục tiêu đã đặt ra. Bản mệnh có thể thỏa sức sáng tạo, bay bổng với các ý tưởng của mình. Tình cảm, vận trình tình cảm vô cùng lý tưởng. Tình cảm lửa đôi nhận về khá nhiều sự ủng hộ và đồng tình từ những người xung quanh. Công việc bận rộn nhưng người trong cuộc vẫn luôn dành nhiều thời gian để ở cạnh bên nhau. Tài chính, vận trình tài lộc sáng rõ, hai muốn cải thiện nguồn tài chính khá lớn nên người tuổi này không có phút lơ là trong công việc cẩn trọng sức đề kháng kém do chưa đảm bảo được chế độ ăn uống dinh dưỡng đầy đủ tuổi ất sửu dễ cảm thấy căng thẳng áp lực khi đối diện với công việc tuổi tân sửu cho nên chủ quan ngay cả khi những công việc quen thuộc tuổi kỹ sửu cần nhắc kỹ càng trước khi đưa ra các quyết định tuổi tân sửu nên học cách nói không để giảm bớt áp lực. Tuổi quỷ sổ, sức khỏe chưa được cần đổi tốt. Con số may mắn số 22, số 6, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dân, công việc Phần trình công việc của người tuổi dân trong ngày hôm nay diễn ra hành thông, sao bao gian khó và cuối cùng con giáp này cũng tìm được hướng đi mới cho mình. Riêng những người làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ tìm được thị trường tiềm năng phát hiện năng lực của mình. Tình cảm Vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui, sự chân thành, cảm động của bản mệnh không may bị đối phương ngõ lơ. Có thể vì đào hoa chưa mỉm cười nên người tuổi hổ cũng không nên quá buồn bã về điều đó. Tài chính Vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn, đặc biệt là những người đang làm công việc kinh doanh, buôn bản, sẽ có một ngày bội thu. Cẩn trọng, việc tăng cường tập luyện thể dục thể thao để duy trì sức khỏe tốt. Tuổi chấp dân bị cấp trên tràn ép khó phát huy được năng lực. Tuổi bính dân phát hiện những vấn đề còn tồn tại xung quanh mình. Tuổi mậu dân giải quyết những mâu thuẫn tồn tại trong mối quan hệ. Tuổi canh dân công việc thẳng thẳng đến mấy cũng nên trút giận vào người khác là không nên. Tuổi nhâm dân nên tâm sự với nửa kia để tháo gỡ bất đồng con số may mắn số 18 số 7 màu sắc may mắn màu tím quý nhân phù trợ tuổi tốt 4 tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra vất vả gian nan ảnh hưởng của ngày hôm nay nên con giáp này gặp nhiều trở ngại khó tìm được bất cứ sự trợ giúp nào điều này cũng dễ làm bản mệnh nhục trí và muốn bỏ cuộc giữa chân. Tài chính Vận trình tài lộc bên ổn, may mắn là thu nhập vẫn được duy trì ổn định nên có thể an tâm hơn. Tình cảm Vận trình tình cảm ngọt ngào, những người đã lập gia đình có khoảng thời gian yên vui, lãng mạn bên cạnh người mình yêu thương. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì cả hai vẫn muốn đồng lòng nắm tay vượt qua tất cả. Cẩn trọng, lòng tin không được đặt đúng chỗ đúng nơi. Tuổi ất mão công việc tiến triển thuận lợi. Tuổi đinh mão đánh giá khả năng của mình chính xác hơn. Tuổi kỷ mão nên tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh. Tuổi tân mão mãi mê yêu đương nên lơ là trong công việc. Tuổi quỷ mão đầu óc mơ hồ không tập trung làm việc. Con số may mắn số 23, số 92 màu sắc may mắn màu đen quý nhân phù trợ tuổi hợi năm tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra không mấy suôn sẻ con giáp này sẽ gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác tuy nhiên do tính cách sĩ diện bảo thủ nên khó mà thay đổi để tiến bộ nếu còn không sớm thay đổi những điều này bản mệnh sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội thăng tiến tình cảm vận trình tình cảm kém sắc tính cách cố chấp cứng nhắc của người tuổi thân chẳng những gây bất lợi cho công việc mà còn ảnh hưởng tới tình cảm hai người ngày một xa cách nhau vì không còn nhiều cuộc trò chuyện thân mật Tài chính vận trình ta lộc đi xuống mọi khoản chi thu trong ngày được kiểm soát chặt chẽ như vậy mới hạn chế được các khoản phát sinh ngoài ý muốn cẩn trọng đề phòng có kẻ thứ ba bước chân vào mối quan hệ tình cảm tuổi giáp thân nhận được sự tin tưởng của nhiều người xung quanh tuổi bính thân tinh thần làm việc nghiêm túc trách nhiệm tuổi mậu thân trở nên trần trừ do dự khi đứng trước cơ hội tuổi canh thân xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người tuổi nhâm thân nên cho mọi người cơ hội tiếp cận mình con số may mắn số 64 số 15 màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ tuổi sửu 6 tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng cho chảy tính cách chính trực ngay thẳng mang lại cho bản mệnh nhiều sự yêu quý từ những người xung quanh trong ngày có sự xuất hiện của quý nhân nên còn giáp này dễ dàng thực hiện được mục tiêu của mình tình cảm vận trình tình cảm hòa hợp những người đang yêu có sự thấu hiểu có khi còn hiểu đối phương hơn chính bản thân mình riêng người độc thân vẫn chưa tìm được ý trung nhân vì sự lạnh lùng xa cách tài chính vận trình ta lộc có điểm sáng bản mệnh vẫn luôn dốc hết sức mình để cải thiện tình hình tiền bạc mỗi ngày cẩn trọng nên chú ý hơn tới cách ăn nói và việc thể hiện cảm xúc tuổi ất tỵ mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp và thấu hiểu tuổi đinh tỵ nhận được sự quan tâm để ý của người khác phải tuổi kỷ tỵ không nên nhúc mình trong thế giới riêng tuổi tân tỵ áp lực trong công việc gây ảnh hưởng tới sức khỏe tuổi quý tỵ hãy cố gắng hơn công lao của bạn sẽ được ghi nhận con số may mắn số 88 số 72 màu sắc may mắn màu hồng quý nhân phù trợ tuổi thân 7. tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng lý tưởng năng lực và những biểu hiện xuất sắc trong quá trình làm việc của con giáp này cuối cùng cũng được cấp trên đánh giá cao đây sẽ là cơ hội tốt để người tuổi này tạo nên cho mình những bước ngoặt đáng kể tình cảm Vận trình tình cảm dạy có bất đồng, cả hai đều chân thành, hy sinh nhiều thử cho tình yêu này nhưng khó tránh được những lúc không hòa hợp. Chỉ cần nghĩ tới những giây phút hạnh phúc đã từng có để mà bao dung tất thảy có như thế mới vượt qua được. Tài chính, vận trình tài lộc rực rỡ, thu nhập ổn định, vững vàng nên bản mệnh không cần phải quá lo lắng tới việc tiền nông cẩn trọng nên sản xuất trong những quyết định liên quan đến tiền bạc. Tuổi giáp ngọ tìm được những mối đầu tư hứa hẹn. Tuổi bính ngọ khả năng đánh giá tình hình chuẩn xác. Tuổi mậu ngọ mối quan hệ xã giao phát triển hài hòa. Tuổi canh ngọ thường xuyên trò chuyện với bố mẹ con cái. Tuổi nhâm ngọ gặp nhiều chuyện may mắn khi làm ăn. Con số may mắn số 26, số 53, ba màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi mão 8. tử vi hàng ngày của tuổi mùi công việc vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả còn giáp này có thể không đạt được nguyện vọng mục tiêu đã đặt ra vì còn những cản trở bất ngờ đặc biệt là trong ngày có hòa tiểu nhân đeo bám nên người tuổi mùi cần phải hết sức thận trọng trong các mối quan hệ xung quanh tình cảm Vận trình tình cảm buồn bã phức tạp, các cặp đôi dù đã chung sống lâu năm nhưng vẫn còn không hiểu nhau. Đây là lúc cần sự bao dung, chia sẻ nhiều hơn để tìm ra được cách giải quyết phù hợp. Tài chính, vận trình tài lộc kém sắc, các khoản phát sinh bất ngờ có thể gây ra những hao hụt lớn trong phương diện tài chính. Cẩn trọng, tránh thức khuya để giảm bớt đi căng thẳng. Tội, ớt môi, đây phong tiểu nhân quấy phá mối quan hệ tình cảm tội đinh môi dễ mâu thuẫn với đồng nghiệp vì ý kiến bất đồng tội kỹ môi không nên tự coi mình là nhất tội tân môi hãy học cách dung và với mọi người xung quanh tội quỷ môi trong môi trường tập thể cần phải hòa đồng hơn con số may mắn số 3, số 11, màu sắc may mắn màu xanh đen quý nhân phù trợ tuổi hợi chính tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra không quá thuận lợi cách làm việc cảm tính và có phần bảo thủ khiến bản mệnh không được lòng những người xung quanh nếu không giữ được sự bình tĩnh sản xuất thì sẽ gây ra những hậu quả lâu dài tình cảm vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn người độc thân nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp sau khoảng thời gian dài tìm kiếm cả hai duy trì tình yêu bằng cách sẻ chia cảm thông trân trọng lẫn nhau Ta chính, vận trình tài lộc bắp bên, việc hợp tác đầu tư trong khoảng thời gian này cần cân nhắc kỹ lưỡng. Cẩn trọng, hạnh phúc không dành cho những người chỉ biết cho đời. Tuổi giáp thân, thu hút ánh mắt của người khác phải. Tuổi bính thân, nên giữ khoảng cách vừa phải với mọi người. Tuổi mậu thân, không nên buông thả theo cảm xúc. Tuổi canh thân, nhận được sự khâm phục và tin tưởng của mọi người. Tuổi nhâm thân, hãy tiếp tục phát huy những điểm mạnh của mình. Con số may mắn số 57, số 29, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 10. Tứ vi hàng ngày của tuổi giàu công việc Phần trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều tin vui, còn giáp này phát huy được năng lực lãnh đạo của mình khiến ai cũng kính nảy, tháng phục. Cơ hội chuyển mình, chuyển vận đã đến bản mệnh cần tỉnh táo nắm bắt để có được những bước tiến lớn lao. Tình cảm, vận trình tình cảm có dấu hiệu rạn nứt. Khi có quá nhiều vấn đề phát sinh trong mỗi quan hệ tình cảm mà người trong cuộc không có sự đồng lòng trong cách giải quyết thì sẽ còn gây ra những hậu quả nặng nề hơn. Tài chính, vận trình tài lộc rủng rỉnh, các hạng mục đầu tư bắt đầu thu lợi, cuộc sống của bản mệnh cũng được nâng cao. Cẩn trọng, thiếu bình tĩnh trong việc suy xét vấn đề, Tôi ất dầu nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Tôi đinh dầu khẳng định vị thế của bản thân. Tôi kỹ dầu nắm bắt tâm tư tình cảm của các thành viên trong gia đình. Tôi tân dầu mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp. Tôi quỹ dầu nên thận trọng hơn trong các vấn đề. Con sổ may mắn, sổ chính, sổ 45, màu sắc may mắn, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ 11 tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi dễ dàng đường công danh có bước nhảy vọt đáng kể nhất là những người đang làm công việc sáng tạo cấp trên tin tưởng và bắt đầu giao cho người tuổi này nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn tình cảm vận trình tình cảm ấm đạm không có tình yêu nào là mãi mãi bình yên im ấm chính vì tình yêu luôn có nhiều khó khăn thách thức nên người trong cuộc cần phải có ý chí mạnh mẽ mới có thể chiến thắng. Tài chính, vận trình tài lộc không tệ, người tuổi tuất có thể thu về khoản hơi lớn nhờ sự nhạy bén nắm bắt cơ hội nhanh chóng của mình. Cẩn trọng, không nên vội vàng trước bất cứ quyết định nào. Tuổi chấp tuất dễ gây tổn thương cho người khác vì không để ý những cách diễn đạt và hành xử của mình. Tuổi bính tuất nên tự tin hơn vào khả năng của mình. Tội mầu tuất quá cố chấp với suy nghĩ bản thân. Tội canh tuất đừng phức tạp hóa các vấn đề. Tội nhầm tuất không nên lo lắng khi gặp phải những khó khăn. Con số may mắn số 3, số 65, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc. Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều biến động, còn giáp này cần chuẩn bị tinh thần tốt để đối mặt với những chuyện không hay xảy đến trong công việc. Nếu không hài lòng với những sự thay đổi trong hiện tại thì cũng đừng vội phản ứng thái quá. Tình cảm Vẫn trình tình cảm hạnh phúc, bình yên, không khí gia đình lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, niềm vui. Gia đình vẫn luôn là điểm tựa vững chắc để người trong cuộc vượt qua những trông trên trong cuộc sống. Tài chính Vận trình tài lộc không ổn định, để đề phòng các khoản phát sinh bất ngờ, người tuổi hợi cần phải có kế hoạch quản lý tài chính càng cụ thể càng tốt. Cẩn trọng, hoạt động của gan, thận không tốt, máu huyết lưu thông kém. Tuổi ất hợi, hành động cảm tính khó tránh sai lầm. Tuổi đinh hợi, không nên thất vọng với thực tại trước mắt. Tuổi kỷ hợi, vợ chồng dễ xảy ra chiến tranh lạnh nên trò chuyện nhiều hơn. Tuổi tân hợi, suy nghĩ cứng nhắc, cần học cách thay đổi. Tuổi quỷ hợi, cẩn thận kẻ tiểu nhân gây hại cho công việc. Con số may mắn số 21, số 20, màu sắc may mắn màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi dần.